Xin chào bà con và các bạn đang theo dõi kênh Khỏe và Đẹp cùng Đông Y. Hôm nay Tường tiếp tục làm clip chia sẻ đến mọi người, đến bà con bài thuốc về cây thảo mộc, thảo dược quanh vườn nhà của chúng ta ha mọi người. Thì cây thuốc hôm nay Tường muốn chia sẻ đến bà con đó là cây thảo dược này trị bệnh viêm loét dạ dày cực kỳ hiệu quả. Cỏ lào hay còn gọi là cây cộng sản thường được sử dụng trong y học cổ truyền với mục đích cầm máu, chữa ghẻ lở, tiêu chảy, sốt rét, viêm đại tràng, ung nhọt độc, tên gọi khác bớp bớp. Cỏ Việt Minh, cây cộng sản, cây ba bốp, cây lốp bốp, cỏ Nhật tên khoa học là Cromelena odorata L. Hoặc King E. Robinson Euphorbium odoratum L, cây thuộc họ Cúc Asteraceae, mô tả về dược liệu của cây cỏ lào. Một, đặc điểm sinh thái, cỏ lào thân thảo, mọc thành bụi, thân có thể cao đến 2 mét hoặc hơn. Cành cây thường bọc ngang, được phủ một lớp lông mịn, lá mọc đối, hình trái xoan, đầu lá nhọn. Thân tù có 3 gân chính, mép lá có răng cưa, cuống lá dài khoảng 1-2 cm, cụm hoa xếp thành ngũ kép. Cụm hoa thường mọc ở ngọn cây, hoa được bao trung bằng 4-5 lá bắc xếp thành 3-4 hàng. Hoa có màu anh đào hoặc màu tím nhạt, mỗi cụm có nhiều hoa đơn, cánh hoa dạng sợi, quá bế hình thoi. Có 5 cạnh, được bao phủ bởi một lớp lông mịn, cây ra hoa vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân. 2. Bộ phận sử dụng dược liệu, toàn thân cây cỏ lào được sử dụng để làm thuốc, tuy nhiên lá là bộ phận được sử dụng chủ yếu với tên dược là Herbaceous Pseudofolium Cromelinae 3 phân bố. Cây Việt Minh có nguồn gốc từ đảo Anti tại Việt Nam, cây thường được tìm thấy ở các vùng núi Trung Du và ở đồng bằng, cây thích ứng tốt và phát triển mạnh vào mùa mưa. 4. Thu hái và sơ chế. Cỏ lào có thể thu hái quanh năm, khi thu hái có thể cắt cả cây để dùng, cây thường dùng tươi. Ngoài ra, có thể phơi khô, bảo quản dùng dần. 5. Bảo quản dược liệu, cây Việt Minh có thể thu hái quanh năm do đó không cần sơ chế, bảo quản, tuy nhiên, nếu dùng khô cần bảo quản dược liệu trong hộp kín. Đặt nơi thoáng mát, khô ráo, tránh độ ẩm cao. 6. Thành phần hóa học, toàn thân cỏ lào có chứa tinh dầu, tannin, alkaloid, 0.5% phốt pho, 2.65% đạm, 2.48% kalium, vị thuốc cỏ lào. Một, tính vị, cỏ lào tính ấm, vị hơi cay, có mùi hôi nhẹ. Hai, tác dụng dược lý, theo y học hiện đại: chống viêm, kháng khuẩn, chống độc. Lá, thân và rễ cây đều có tác dụng nhưng lá có tác dụng mạnh nhất. Kháng vi khuẩn gây mù trên các vết thương và ức chế trực khuẩn lị Shigella, theo y học cổ truyền. Sát trùng, cầm máu, chống viêm, kháng khuẩn, chống tụ mù, phòng độc, chỉ định điều trị. Chữa bệnh lỵ cấp tính, điều trị tiêu chảy ở trẻ em, chữa viêm đại tràng, đau nhức răng. Viêm lợi, chữa đau nhức xương, ung nhọt độc, ghẻ lở trên da, dùng cầm máu vết thương, vết cắn, hoặc chấn thương máu chảy không ngừng. Ngoài ra, ở Trung Quốc người dân dùng lá trà sát vào chân, tay, cơ thể để phòng côn trùng, bò sát cắn. 3. Cách dùng và liều lượng, cỏ lào có thể dùng tươi hoặc khô, có thể dùng uống trong hoặc đắp ngoài đều được. Liều dùng phụ thuộc vào đơn thuốc và khuyến cáo của thầy thuốc, bài thuốc sử dụng cỏ lào. 1. Phòng côn trùng, đỉa cắn, trước khi đi rừng hoặc xuống ruộng, có thể cắt một cành cỏ lào. Giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, bôi xoa khắp chân, đùi, tay hoặc bất cứ nơi cần phòng tránh côn trùng cắn. 2. Chữa máu chảy không ngừng do vắt, đỉa cắn, vò nát một nắm cỏ lào sát vào vùng chảy máu. Máu sẽ được cầm ngay lập tức. 3. Chữa xương đau nhức, sử dụng 8 gram cỏ lào tươi, 12 gram dây đau xương.
sao vàng, sắc lấy nước trong ngày. 4. Điều trị bệnh tiêu chảy và lị trực trùng, sử dụng 12 gam cỏ lào sắc lấy nước. Pha thêm đường, chia thành 3 lần uống trong ngày. 5. Điều trị viêm loét dạ dày, sử dụng 20 gam cỏ lào, 30 gam lá khôi, 20 gam dạ cảm, 5 gam tam thất nam, sắc lấy nước uống hàng ngày. 6. Trị tiêu chảy viêm nhiễm đường ruột, sử dụng 150 gam lá cỏ lào tươi, lá khô 50 gam, hãm nước sôi dùng uống hàng ngày. 7. Điều trị viêm đại tràng, dùng cây Việt Minh 20 gam, bạch chuột 25 gam, khô sâm 10 gam, sắc lấy nước uống hàng ngày. 8. Hỗ trợ điều trị bong gân, sử dụng 1 nắm cây Việt Minh, giã nát, bó vào chỗ bị bong gân. 9. Hỗ trợ cải thiện các vết thương ở phần mềm, bầm tím tụ máu do tai nạn, dùng 1 nắm lá cỏ lào giã nát. Đắp vào vết thương, mỗi ngày nên áp dụng phương pháp một lần, duy trì khoảng 3 đến 4 ngày. Bài thuốc có tác dụng giảm đau, cầm máu, chống sưng, hạn chế viêm, mủ và giúp vết thương lành lại nhanh chóng. 10. Chữa các vết xước ở mắt hoặc loét giác mạc, sử dụng ngọn cỏ lào và 50 gam lá non. Rửa thật sạch, giã nát trong cối và chày sạch, sử dụng 2 miếng gạc để chia thuốc thành 2 phần bằng nhau. Đặt thuốc vào bát sạch, cho vào nồi áp suất hấp trong 15 phút, nếu không có nồi áp suất có thể hấp cách thủy 30 phút. Khi dùng cần rửa mắt sạch với nước muối 2% đun sôi, để nguội, sau đó đặt bông thuốc cỏ lào lên mắt. Băng lại, nằm ngửa nghỉ ngơi, sau 12 giờ thì thay thuốc một lần, nếu bệnh nhẹ sau 24 giờ sẽ khỏi. 11. Chữa lị trực khuẩn, dùng 150 gam lá và ngọn cỏ lào tươi, rửa sạch cắt nhỏ, hãm với 500ml nước nóng 80 độ C trong 2 giờ. Nước phải đảm bảo 80 độ C hoặc sau mỗi 15 phút thì đun nước lại 2 phút, sau đó rút nước. Vắt hết nước trong phần bã cây, lọc lấy nước thuốc rồi cô đặc đến khi còn 150ml, ra thêm 30-50g đường. Đun sôi đến khi đường tan hẳn, người lớn mỗi lần dùng uống 50ml 3 lần mỗi ngày, liên tục cho đến khi khỏi hẳn. Nếu đi ngoài phân loãng dẫn đến mất nước có thể bù thêm nước bằng cháo loãng, gạo một củ khoai lang nhỏ nước. Pha thêm một ít muối, tốt nhất là orezo, để phân dễ hình thành khuôn. 12. Điều trị táo bón. Dùng 3 đến 5 ngọn cây Việt Minh, rửa sạch nhai kỹ với một ít muối, nuốt cả nước lẫn bã có thể điều trị dứt điểm chứng táo bón. Nếu táo bón nhẹ, có thể chỉ cần làm một lần là khỏi, lưu ý khi sử dụng dược liệu cỏ lào. Cỏ lào có chứa độc tính nhẹ, do đó, sử dụng quá nhiều có thể gây ngộ độc. Các triệu chứng ngộ độc cỏ lào bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn, chóng mặt. Cỏ lào được sử dụng phổ biến để cầm máu và điều trị các bệnh lý về dạ dày. Mặc dù được dùng phổ biến nhưng dược liệu có chứa một lượng dược tính nhất định. Do đó, người dùng cần trao đổi với thầy thuốc hoặc người có chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể về liều lượng và cách sử dụng. Chào mừng bạn đã đến với kênh Đông Y Gia Truyền Tấn Khang. Đông Y Gia Truyền Tấn Khang chuyên cung cấp các video bổ ích và miễn phí. Điều đặc biệt ở đây luôn cập nhật các video về sức khỏe, làm đẹp, đời sống, ăn uống, sinh hoạt, hoạt động, thể dục, thể thao với mục đích có lợi tốt nhất cho sức khỏe của bạn cũng như cộng đồng người Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video tại kênh Khỏe và Đẹp cùng Đông Y, nhớ like, share để ủng hộ người làm video nhằm giúp cho họ có động lực làm ra các video mới hay hơn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.